Honda CRV 2023 lộ diện nguyên hình, dự đoán sớm về Việt Nam. Thế hệ thứ 6 của Honda CRV hứa hẹn sẽ sở hữu kích thước rộng rãi hơn trước nhờ sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới. Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Honda CRV 2023 lộ diện hình ảnh thực tế trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Theo kế hoạch, xe sẽ ra mắt thị trường tỷ dân vào tháng 9 năm nay. Dựa vào những hình ảnh được công bố, có thể thấy Honda CRV 2023 sẽ đi theo phong cách trưởng thành, lịch lãm và hướng đến sự cao cấp nhiều hơn là sự cá tính, trẻ trung như trước. Đây cũng chính là những gì Honda đang áp dụng cho HRV và Civic mới. Đầu xe thẳng đứng và vuông vức hơn trước. Lưới tản nhiệt hình lục giác mới với mắt lưới hình chữ nhật. Bên trên còn có nẹp mạ chrome ăn sâu vào cụm đèn pha ở hai bên. Cản trước gọn gàng. Sâu xuống phía dưới là hốc gió trung tâm mới và khe gió hình chữ L ở hai góc đầu xe. Đáng chú ý gương ngoại thất của xe đã được di chuyển xuống trên cửa, giúp giảm hệ số lực cản không khí và tăng tầm nhìn cho tài xế. Phía sau vẫn sử dụng đèn hậu kéo dài từ cột đê trở xuống, nhưng thay đổi đồ họa chiếu sáng cùng cặp ống xả phía dưới. Kích thước Honda CRV 2023 rộng rãi hơn đáng kể nhờ sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới. Chiều dài nhân rộng nhân cao lần lượt là 4703 mm x 1866 mm x 1680 mm, chiều dài cơ sở 2701 mm. Số đo này dài hơn 80mm, rộng hơn 11mm và chiều dài cơ sở tăng 41mm so với thế hệ tiền nhiệm. Nội thất dựa vào những hình ảnh chụp Honda CR-V 2023 trên đường thử cho thấy mẫu xe này sẽ có màn hình thông tin giải trí kiểu máy tính bảng, nằm độc lập trên mặt táp lô. Màn hình này được thiết kế dạng thẳng đứng thay vì hơi nghiêng như thế hệ cũ. Tại thị trường Trung Quốc, Honda CR-V 2023 sẽ có thêm phiên bản 7 chỗ hoàn toàn mới. Theo hình ảnh, có thể nhận ra một số công nghệ và trang bị trên Honda CRV 2023 như camera hai bên gương chiếu hậu hỗ trợ Lane watch, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cửa sổ trời và mâm xe đơn sắc. Honda CRV 2023 tại thị trường tỷ dân vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5L do liên doanh đông phen Honda sản xuất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 191 mã lực. Mặt khác, tại thị trường châu Âu, Honda CRV thế hệ mới sẽ có cả phiên bản Hybrid và Plug-in Hybrid PHEV. Rất có thể phiên bản Hybrid của Honda CRV 2023 sẽ dùng chung hệ truyền động E HEV với Honda Civic 2022. Đó là sự kết hợp giữa động cơ xăng Atkinson Cycle 2.0 lít 4 xi lanh, hai motor điện nằm trên cầu trước và bộ pin lithium ion nằm dưới ghế sau. Trên Civic 2022 Hệ chuyển động này cho ra tổng công suất 181 mã lực và mô men xoắn cực đại 315nm. Honda CR-V đang bán tại Trung Quốc có thiết kế giống hệt với thị trường toàn cầu. Do đó, hoàn toàn có thể kỳ vọng Honda CR-V thế hệ thứ 6 sẽ sớm được đưa về Việt Nam. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe Hay v 88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé! đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn